con người này hơn nửa thế kỷ trước đã làm chấn động toàn cầu. Ngọn lửa vị pháp thiêu thân và trái tim kim cương bất hoại của vị Bồ Tát đã làm nên một huyền thoại mà cho đến hôm nay vẫn còn mang một màn sương bí ẩn. Giai đoạn những năm 1960, Phật giáo Việt Nam chìm trong bể khổ, Phật Pháp đứng trước nguy cơ tiêu vong bởi chính sách hà khắc của chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm. Họ thẳng tay đàn áp Phật giáo, cấm treo cờ Phật trong ngày Phật đản. Một giai đoạn đau thương và bi tráng của những người con Phật đang đấu tranh bất bạo động vì Phật Pháp và dân tộc. Đỉnh điểm của sự căng thẳng ngay trong đêm Phật đản ngày 8 tháng 5 năm 1963 tại Đài Phát thanh thành phố Huế, khi hàng ngàn Phật tử đang tụ tập lắng nghe lãnh đạo Phật giáo nêu các vấn đề với chính quyền về việc đàn áp và cấm treo cờ Phật giáo trong mùa Phật đản, thì binh lính bắn thẳng vào những người con Phật. Có 8 người chết và nhiều người khác bị thương. Một đêm Phật đản bi thương nhất trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Giữa lúc bóng đêm bao trùm lịch sử, có một vị Bồ Tát đã xuất hiện mà ngọn lửa từ bi của Ngài đã thắp sáng lương tri nhân loại, sưởi ấm những tâm hồn vắng bóng tình thương. Đó chính là Bồ Tát Thích Quảng Đức, vị Bồ Tát hiện thân của Phật giáo Việt Nam. Hòa Thượng Thích Quảng Đức, thế danh Lâm Văn Tuất, pháp danh Thị Thủy, pháp tự là Hành Pháp, sinh năm 1897 tại làng Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang. Năm lên 7 tuổi, Hòa Thượng xuất gia đầu Phật tại chùa Long Sơn. Năm 15 tuổi, ngày thọ Sa Di giới, và năm 20 tuổi, thọ Tỳ kheo và Bồ Tát giới. Suốt cả quãng đời hoằng pháp, Ngài đã có công khai sơn và trùng tu trên 30 ngôi chùa khắp các giải đất miền Trung, miền Nam Việt Nam. Trước sự kiện Phật giáo bị đàn áp đẫm máu ở khắp miền Nam và có nguy cơ tiêu vong, một con người đức hạnh đã không thể ngồi yên, cần phải làm một điều gì đó cho sự trường tồn của Phật Pháp, của dân tộc. Cụ có đưa cái lá thư xin tự nguyện để tự thiêu, thì chúng tôi có nhận cái lá thư đó đưa lên Ủy ban Liên Phái để họp lại nhận xét. Thì lúc giờ Ủy ban Liên Phái nhận thế là tình thế nó chưa đến chỗ trầm trọng quá, bây giờ chưa cần thiết. Đúng vào lúc 9 giờ 22 phút ngày 20 tháng 4 nhuận năm Quý Mão, nhằm ngày 11 tháng 6 năm 1963, trong đoàn Phật tử xuống đường diễu hành rước di ảnh của các vị thánh tử vì đạo, trên 800 vị thượng tọa, đại đức tăng ni và Phật tử che chở Hòa Thượng Thích Quảng Đức đi chậm chậm giữa hai dòng tăng ni hướng về ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, nay là đường Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hòa Thượng đi ở trên xe xuống rất đàng hoàng, ngồi chuyển định, tự tay Hòa Thượng bật lửa. Ngọn lửa bao trùm thân Ngài. Bây giờ mọi người mới bàng hoàng sửng sốt khi chứng kiến ngọn lửa bi hùng cháy tràn trên khắp cơ thể vật lý của Ngài. Nhưng Ngài vẫn ngồi đó trong tư thế kiết giả, an nhiên, tĩnh tọa, sáng như một đóa sen. Khoảng 15 phút sau lửa tàn, Hòa Thượng cúi xuống mấy lần như chào đại chúng, rồi Ngài mới từ từ nằm ngửa ra và tay vẫn còn kết ấn. Khi mà thiêu và đốt như vậy, quần chúng Phật tử ai cũng khóc thương Hòa Thượng, như xót xa một người hy sinh như vậy để chống một cái chế độ, để có một tiếng vang đối lại vì chế độ ức hiếp, là cái chế độ độc tài Ngô Đình Diệm. Trước đó, Ngài đã âm thầm viết một bức thỉnh nguyện tâm quyết, thỉnh cầu Tổng trị sự Giáo hội Tăng giả Việt Nam xin được vị pháp thiêu thân, với nội dung như sau: Tôi, pháp danh Thích Quảng Đức, Hòa Thượng trụ trì chùa Quan Thế Âm Phú Nhuận, Gia Định, nhận thấy Phật giáo nước nhà đương lúc ngả nghiêng, tôi là một tu sĩ, mệnh danh là trưởng tử của Như Lai, không lẽ cứ ngồi điềm nhiên tọa thị để cho Phật Pháp tiêu vong, nên tôi vui lòng phát nguyện thiêu thân giả tạo này cúng dường chư Phật để hồi hướng công đức bảo tồn Phật giáo. Mong ơn mười phương chư Phật, chư đại đức tăng ni chứng minh cho tôi đạt thành chí nguyện. Thế nhưng, bức thỉnh nguyện tâm quyết vị pháp thiêu thân của Hòa Thượng Thích Quảng Đức
đã nhiều lần bị lãnh đạo Phật giáo Việt Nam khước từ. Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, nguyên trưởng ban đối ngoại và điều hành của Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn này nhớ lại. Thế là sau đó một thời gian gần 2 tháng thì tình trạng nó mỗi ngày nó trầm trọng. Thì lúc giờ tôi đại diện trong Ủy ban Liên phái, tôi trực tiếp tôi đến tôi hỏi cụ. Thì cụ niệm Phật, cụ rất là vui mừng. Cụ Nam Mô A Di Đà Phật, con sẵn sàng lúc nào nếu mà các giáo hội cần đến hay là Ủy ban Liên phái cần đến thì con sẵn sàng để xin cúng dường, chúng con xin tự thiêu bất cứ lúc nào. Sau khi tự thiêu, nhục thân của Ngài Kim được thỉnh về chùa Xá Lợi cử hành tang lễ. Sau đó, Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo cùng đông đảo tăng ni và Phật tử đưa nhục thân của Ngài về an dưỡng địa Phú Lâm để cử hành trọng thể lễ hỏa thiêu. Và một bí ẩn đã mở ra. Thiêu 2 lần mà vẫn không cháy hết. Thi hài cũng cháy hết nhưng mà trái tim vẫn không cháy. Sau khi hỏa thiêu lần thứ 2, trên 6 tiếng đồng hồ, với nhiệt độ lên tới hơn 4.000 độ C. Nhưng điều vi diệu là trái tim của Ngài không tan chảy mà kết thành Xá Lợi Kim Cang bất hoại. Một bí ẩn tâm linh hay điều kỳ diệu của con người mà đến nay khoa học vẫn chưa thể chứng minh. Tinh thần của Bồ Tát nó tạo nên cái trái tim bất diệt với cái cộng với cái đạo lực của Hòa Thượng trong cái cuộc đời tu hành và cộng với cái tâm nguyện của Hòa Thượng đối với đạo pháp với dân tộc mà nó dâng lên cái đỉnh cao. Thì trong nhà Phật, ví dụ như một vị mà tu tập thiền định đến chiều sâu của tâm thức á, thì từ Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni cho đến các bậc thánh thì thường khi mà viên tịch rồi đó hay nhậm niết bàn thì ta hay lưu lại Xá Lợi. Trong hơn nửa thế kỷ qua, khi nói đến sự kiện bi hùng vị pháp thiêu thân của vị Bồ Tát gây chấn động toàn cầu này, người ta chỉ nhắc đến hình ảnh của phóng viên Malcolm Brown hãng AP. Thế nhưng ít ai biết về con người này, một cựu mật vụ của sở cảnh sát chế độ Ngô Đình Diệm cũng chụp được một tấm ảnh có 102 này. Và khi tôi chụp cái bức ảnh này là lúc giờ tôi nó cảm động và nó rung động trong cái tâm hồn mình, thành ra bấm máy nó run tay. Thế và tiếp theo đó, khi lúc này đó là lửa đã cháy vào cái khoảng phải được vào cái khoảng là độ gần một phút rồi, thì tôi cái tâm thần mình lúc đó đã được an định rồi, tôi bấm cái bức ảnh này là trong cái máy của tôi. Và chính sự kiện tự vì đạo này đã làm lòng ông đổi thay, ông đã trở thành một Phật tử thuần thành. Lúc giờ mà cái tâm tư là tôi thấy là cái sự cao thượng, nó có một cái tâm linh để tôi theo đạo Phật, tôi sẽ thấy một cái sự cao cả của vị hòa thượng đó. Thì người đã mất rồi nhưng mà cái cốt còn, vì thế tôi lấy cái cốt về để tôi thờ. 60 năm trôi qua, hơn nửa thế kỷ và những biến cố lịch sử đã đi qua thành phố này, trái tim bất tử của hòa thượng Thích Quảng Đức đang được lưu giữ nơi đâu? Chính là ước nguyện của hàng triệu Phật tử Việt Nam. Và lần theo những thông tin, chúng tôi đã tìm được báu vật của Phật giáo đang được lưu giữ nơi đâu. Vào cái ngày 26 tháng 4 1991, thì một cái phái đoàn đại diện cho Trung ương Giáo hội cũng như của Phật giáo mới đề nghị và có một cái biên bản để ký nhận, tức là cái biên bản chúng tôi nhớ là biên bản 03 trên BBTG cùng ký, mà do quý hòa thượng ở trong phái đoàn với các cơ quan chức năng hiện hữu cũng như trưởng tử của Bồ Tát cùng ký để gửi cái bảo tháp mà tôn trí cái quả tim của Bồ Tát bên trong. Cho tới bây giờ chúng tôi nghĩ rằng là cái quả tim mà đã được tôn trí bên trong cái bảo tháp đồng đó, không lớn lắm nhưng mà cũng không nhỏ, thì chúng tôi tận mắt chứng kiến thì vẫn còn được cái sự bảo quản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Để ghi nhớ công hạnh của Ngài, sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ra đời, Hội đồng Lưỡng viện Tăng Thống và Hóa đạo trong một phiên họp trước ngày Phật đản năm 1964
đã đồng thanh quyết nghị suy tôn ngài pháp vị Bồ Tát. Sau ngày đất nước thống nhất, nhà nước dùng pháp hiệu của ngài đặt tên cho đường Nguyễn Huệ Tú chạy qua trước chùa Quan Thế Âm là đường Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận. Trái tim Bồ Tát Quảng Đức là một chứng minh cụ thể cho tấm lòng của muôn người quan phận luôn yêu chuộng hòa bình, tự do và bình đẳng, nhưng cũng bất khuất trước nạn cường quyền và áp bức. Lòng từ bi của ngài là dòng nước mát làm dập tắt tất cả ánh lửa vô minh, tham sân thù hận, khiến Phật giáo luôn trường tồn bất diệt cùng dân tộc Việt Nam. Dù đang được lưu giữ nơi đâu, nhưng trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức vẫn luôn hòa cùng nhịp đập với cuộc sống hôm nay trong lòng dân tộc, đạo pháp và niềm tôn kính của mọi người.